Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Lời đầu tiên thì Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho quý vị luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay thì mình muốn cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn những thông tin mới nhất liên quan tới em Đạt nha mọi người. Trong buổi tối ngày hôm qua thì bất chợt một cái video rất ngẫu nhiên thì mình cũng đang chuẩn bị cập nhật những cái thông tin thì mình cũng có gọi 5-6 cuộc cho mẹ của em Đạt. 5-6 cuộc đó thì chị ấy không nghe mọi người. Từ cái số điện đó thì mình sau khi mình xin được của người bạn thì là mình check chỉ là cái số đó là chính là cái số của cháu Đạt mọi người ạ. Và cái cuộc gọi cuối cùng mình thử thì trong cái đó mình đang quay clip để mình nói chuyện với mọi người thì vô tình mẹ của cháu Đạt cũng đã bật máy nghe, nhưng rất là tiếc chị không có thời gian để nói chuyện. Và đó là một trong những thông tin mà chính xác nhất hiện nay, và mình cũng muốn là chị ấy cũng nói một vài điều để cho quý vị có thể biết được, nhưng mà rất là tiếc chị đang rất là bận. Và chị cũng nói là để nói chuyện sau hoặc là nhắn tin. Nhưng hiện tại mình nhắn tin chị ấy cũng vẫn chưa trả lời mọi người nhé. Vì là theo như mình hiểu là rất là bận. Sau đó chị nói là để chị bác sĩ gọi để đi lấy thuốc cho cháu. Thì là trong cái ngày hôm qua, những cái thông tin mình cũng đã cập nhật rất là mới cho quý vị. Đó là cái ngày 14 tháng 4 mọi người. Thì và mình cũng mong sao là mình tiếp tục cập nhật được những cái thông tin để gửi gắm đến quý vị khán giả trong và ngoài nước, để cho các quý vị có thể biết được nhiều hơn những thông tin. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay ngày 15 tháng 4 nhé mọi người. Và sáng nay thì bây giờ hiện tại bây giờ mình đang đi công tác, có việc rất là quan trọng của mình. Nhưng tiện đường thì mình cũng tiếp tục nói chuyện với các quý vị. Trong đêm ngày hôm qua thì mình cũng rất là vui khi mà bạn mình ở đó thì tiếp tục cũng vẫn cập nhật cho mình những cái tin tức liên quan tới cái việc mà của cháu Đạt đó mọi người. Thì tức là nó xoay quanh cái sức khỏe thì hiện tại như ngày đêm hôm qua đó, đêm hôm qua là tức là cháu Đạt có những cái biểu hiện là rất là mừng. Đó là có lúc hơi cọ quậy, hơi động đậy một chút và có lúc hơi nhăn mặt. Đó là một cái biểu hiện rất là mừng. Đó, đấy là một trong những cái tiến triển về cái não bộ của cháu rất là tốt. Đó quý vị nhá. Thì mình chưa thực ra là mình chưa được nói chuyện cụ thể với mẹ của cháu Đạt. Nhưng rất nhiều người ở bệnh viện đó cũng đang rất là quan tâm tới cái sức khỏe cũng như là cái tình hình của Đạt. Thì là ngày hôm qua thì bạn mình thì cũng ở cùng cái khoa đó và cũng đang chăm mẹ bệnh ở đó quý vị. Thì là bạn ấy nói rằng là có, đêm hôm qua bạn ấy cũng nhắn tin cho mình là có những biểu hiện nhỏ là như vậy. Đó, thế thì chúng ta phải biết là cái tiên lượng rất là tốt nha mọi người. Đó, đấy là cái tiên lượng rất là tốt. Bởi vì là đã có cái biểu hiện hơi động đậy và hơi nhăn mặt thì đó là có những cảm nhận rồi, có cảm nhận với sức khỏe rồi, chứ không phải là bé không biết gì nữa. Thì đây là những cái dấu hiệu tích cực và rất là mừng vui trong cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay mà mình muốn cập nhật đến quý vị. Thì mình đang đi công tác ở trên có cái việc ở trên đường thì mình cũng muốn cập nhật cho các quý vị cùng nghe. Thì đây là những cái dấu hiệu mà rất mừng đúng không quý vị? Ai cũng vậy thôi. Có những cái tin gì mới mà chúng ta đang mong chờ thì chúng ta đang rất là sốt sắng về những cái thông tin, rất là lo lắng về những cái gì mà chúng ta đang mong đợi. Và cũng được cái sự ủng hộ của quý vị khán giả trong thời gian vừa qua, cũng như là những cái lời niệm Phật của quý vị cũng đã phần nào đó, cũng đã phần nào tạo nên được cái cơ duyên và
tạo nên được cái về người ta gọi về tâm linh để cho cháu tai qua nạn khỏi. Rất nhiều người cũng đã bình luận và cũng đã niệm Phật cho cháu rất nhiều, thì ai cũng vậy thôi. Hy vọng nhá quý vị nhá, hy vọng sẽ có một cái phép màu cố gắng làm sao để cho cháu tỉnh lại một cái cách tốt sớm nhất có thể, để mà sớm quay trở lại với cuộc sống đời thường. Thì đêm hôm qua mình, thưa quý vị, là mình đi làm về nó cũng muộn, thế thì đến khoảng 12 giờ đêm thì là bạn mình có nhắn tin đó, bạn mình có nhắn tin cho mình là Vượng ơi, cũng có hơi một dấu hiệu một chút về cái hơi cử động một chút và thi thoảng có những biểu hiện hơi nhăn mặt đó, đấy là một cái biểu hiện tốt, một biểu hiện của sự cảm nhận đó, sự cảm nhận của não bộ đã cũng đã phần nào chỉ huy được một số bộ phận trên cơ thể để mà có những cái tiến triển tốt. Thì đây là những cái thông tin rất là vui mà mình muốn cập nhật ngay buổi sáng sớm hôm nay cho quý vị, để quý vị có thể tiếp tục chúng ta cầu niệm Phật cho cháu để có một phép màu sẽ đến với cháu sớm hơn, để mà cháu được nạn khỏi tai qua nhé quý vị. Cho nên ngày hôm nay thì thật sự là mình rất là vui, mình vội vàng sáng nay đi là mình cập nhật cho mọi người ngay, bởi lẽ là có quá nhiều người đang chờ đợi thông tin đấy, có quá nhiều người đang chờ đợi cái thông tin này, cho nên là mình lúc nào cũng phải sát sao, lúc nào cũng có những cái thông tin mới là mình ngay lập tức để cập nhật cho các quý vị. Cuộc sống của hai mẹ con hiện tại thì như theo bạn mình nói thì nhìn chị, tức là mẹ của cháu Đạt, nhìn rất là tội mọi người, nhìn rất là khổ, chạy đi chạy lại, chạy đôn chạy đáo, rồi là gầy dọc hết cả người vì con. Thật sự là cái nỗi đau này nó bao giờ con nó khỏi hẳn thì may ra thì như phần nào nguôi ngoai thôi, chứ còn cứ tình trạng như thế này thì thật sự là cũng xót xa lắm quý vị. Nhìn mẹ của cháu coi như là ăn chả buồn ăn, lúc nào cũng chạy đi chạy lại vì con, tình mẫu tử thật sự là nó làm cái gì đó nó rất là thiêng liêng quý vị ạ. Ai cũng vậy thôi, con mình bị như vậy thì ai chả xót xa đúng không mọi người. Cho nên là mình cập nhật sớm nhất buổi sáng ngày hôm nay cho mọi người, để mọi người cùng nghe được những cái thông tin này. Và có rất nhiều quý vị khán giả đã bình luận tại sao lại không đưa cháu đi bệnh viện Việt Đức ngay để có nhiều cái cơ sở vật chất cũng như là nhiều cái phương tiện máy móc để mà giúp cho cháu được nhanh bình phục hơn. Thế nhưng mà thưa quý vị, là như theo mình nắm bắt được là bác sĩ ở đó người ta nói rằng, theo mình thôi nhá, tức là bác sĩ ở đó có những cái ý đồ riêng của người ta, tức là sức khỏe của cháu Đạt hiện tại cũng đã trong cái giai đoạn ổn định đấy, đang trong cái giai đoạn ổn định thì bác sĩ người ta cứ điều trị đó, bởi vì cái bệnh này mà đưa đi đưa lại nó rất là dễ ảnh hưởng, quý vị hiểu chưa, nó rất là dễ bị ảnh hưởng đó. Thế cho nên là bác sĩ người ta muốn là điều trị cho nó ổn định tạm thời đấy, ổn định tạm thời trong cái thời gian này, sau đó thì tiến triển tốt hơn thì người ta sẽ đưa cháu về bệnh viện Việt Đức để cố gắng làm sao mà làm cho cháu tỉnh nhanh nhất một cách có thể đó. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng rất là dễ hiểu đúng không quý vị. Không phải là cái bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là không 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 tức là điều kiện cũng rất là tốt rồi, nhưng để mà nói là về Hà Nội thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn, nhưng các bác sĩ ở đó ngày đêm tận tình đó. Theo như bạn mình nó nói là bác sĩ tốt lắm, tận tình chu đáo, lúc nào cũng hầu như là lúc nào cũng cũng quan tâm và đi lại để mà kiểm tra liên tục về cái tình hình sức khỏe của cháu Đạt. Cho nên mình rất là vui khi mà mình nhận được những thông tin này, lập tức thì mình cũng báo cho mọi người để mọi người bớt cái phần lo toan đi một chút. Mình biết là còn rất nhiều quý vị khán giả đang rất là lo cho tình hình sức khỏe của cháu Đạt, cho nên là mình liên tục cập nhật cho các quý vị trong từng ngày một để cho các quý vị nắm bắt được nhé mọi người.
Và mình cũng rất là mong các quý vị chúng ta hoan hỷ, chúng ta đừng có cái lời gì nó khiếm nhã để mà chúng ta có thể là buồn với nhau nha quý vị. Bởi vì là mình cũng chỉ biết là cập nhật hàng ngày để cho mọi người nắm bắt cái gì mà mọi người đang quan tâm thôi. Thế còn cái việc khác thì mình không nói. Bởi vì là sáng ngày hôm nay thì đêm hôm qua mình nhận được tin là như vậy. Đấy, cháu đã có những cái hành động cử chỉ là như vậy thì rất là mừng rồi. Thì còn trong ngày hôm nay mình làm thế nào, mình sẽ cố gắng mình điện cho mẹ của cháu Đạt, sẽ cố gắng hết sức. Nếu mẹ cháu Đạt mà nói chuyện được với mình thì tốt, không thì nếu mà nhắn tin được với mình thì tốt, mình sẽ hỏi kỹ càng hơn. Bởi vì quý vị phải biết là không ai có thể đi vào trong đó được, cái khu vực đó được, chỉ có bác sĩ hoặc là khi nào mà người thân bác sĩ người ta cần thì người ta sẽ gọi vào thôi. Cho nên là cũng rất là ít những cái hình ảnh. Tại sao mình nếu mà vào được thì mình cũng đã cho các quý vị xem những cái hình ảnh của cháu, cái hình ảnh mới bây giờ quý vị, nhưng không ai được tiếp cận thì đó là một cái điều cũng chúng ta cũng dễ hiểu thôi, đúng không ạ? Bởi vì người ta bệnh nặng thì đương nhiên người không phận sự thì chắc chắn là miễn vào rồi. Và cũng cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Vượng Hạnh TV. Một lần nữa mình cũng xin kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Và mình rất mong mọi người ấn đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ. Và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV để tiếp tục mình có động lực mình cập nhật những cái tin tức mới nhất để gửi đến các quý vị và các bạn. Và bây giờ thì mình xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.